Đi làm sóng biết, hôn mãi cát vàng em, hôn thật khẽ thật êm, hôn êm đềm mãi mãi. Có những khi giàu dạt, đã hôn rồi hôn lại, hôn đến mãi muôn đời. Đã hôn rồi nhưng không thỏa, bởi vì yêu bờ yêu lắm em ơi. MC Quyền Linh, chào Ngọc Lan. Tôi là Nguyễn Đình Vĩ, tôi đến từ Lộc Ninh, Bình Phước. Anh làm công việc gì? Thưa Quyền Linh, mới là tất cả quý vị khán giả, tôi làm nghề thầy giáo. Nơi tôi công tác là trường tiểu học và trung học cơ sở Lộc Thịnh. Hiệu phó hay làm hiệu trưởng à? Đó là chức danh nhà nước thôi mà, tôi là thủ trưởng đơn vị. À, hiệu trưởng. Chào thầy hiệu trưởng Đinh Vĩ, đến từ Lộc Ninh. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình. Em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và chào tất cả mọi người có ở khán phòng ngày hôm nay. Thì em tên là Lê Thị Minh Hiền, em 36 tuổi, em ở Bến Tre. Em là kỹ sư nông nghiệp chuyên về chăm sóc cây sầu riêng á. Em cũng đã một lần gian dở rồi, cũng có một bé trai 6 tuổi. Bé trai đang ở với ai? Dạ, ở với bên nội. À, bên nội, vậy hiện ở con mình hả? Dạ, hiện tại thì em ở một mình. À, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì Hiền? Ưu điểm thì em thấy em cũng vui vẻ với lại dễ thích nghi với cuộc sống này. Còn nhược điểm của em thì em hơi tự ti. Khi mà thay đổi để mà hòa nhập cho nó ổn hơn thì mình thấy ban đầu mình chưa có hòa nhập được thì mình thấy mình hơi tự ti một chút. Hơi rụt rè chút xíu. Dạ. Ha. Nhà trai, ưu điểm, khuyết điểm là gì? Thầy hiệu trưởng có thể nói cho nhà gái tôi biết. Tôi thì là thầy giáo thì chắc anh ưu điểm là sẽ dạy học tốt rồi. Và ra trong cuộc sống thì cuộc sống mà bộn bề công việc và mọi thứ mưu sinh, chúng ta cứ vui vẻ cởi mở mà sinh sống. Đúng rồi. Hoàn toàn mới là trong cuộc sống. Tôi thì ngoài công việc nghề dạy học thì về nhà cũng trồng trọt, chăn nuôi. Được nhiều không ạ? Cũng có một ít đất, cũng nuôi con này con kia để ngoài cái giờ mình lên lớp về nhà mình tăng gia sản xuất, tăng gia sản xuất, tăng thu nhập. Dạ. Gia đình sao thầy Vĩ? Tôi cũng đã ly hôn 7 năm nay rồi ạ. Tôi có hai cháu gái, con tôi từ khôn lớn hết rồi. Một cháu năm nay tốt nghiệp đại học, một cháu thì năm nay học lớp 12. Ở với ai anh Vĩ? Hai con của tôi thì ở với mẹ. Dạ. Thì anh Vĩ sống một mình? Tôi hiện tại tôi về sống với cha mẹ. Nghĩa là bây giờ nếu mà có vợ về thì coi như vợ phải làm dâu đúng không? Nếu ta ở được thì ta làm dâu, ta không ở được ta xây nhà, ta mua đất ta xây nhà ta ở. Rất bình thường, không có gì cả. Đúng rồi. Miễn là ta có tâm chăm sóc cha mẹ hai bên là được. Đúng rồi. Không nhất thiết là cứ phải ở chung mới chăm sóc được. Bên nhà gái cho chúng tôi biết tiêu chí coi có gì hợp với nhà trai tôi không? Bạn trai tương lai muốn thì sao? Phải bản lĩnh. Bản lĩnh bên đây có thừa. Phải cao hơn em. Em mét mấy? Mét 63. Trời, ngon lành. Dạ, chào Ngọc Lan. Dạ, chào chị. Cao hơn đó. Dạ, với lại em thích một người điềm đạm. Quá bình thường rồi ạ. Khó hơn đi. Nhiều tóc. Khó hơn đi. Nhiều tóc. Nhiều tóc. Hả? Nhiều tóc. Cái này lý do tại sao mà phải nhiều tóc vậy? Tôi yêu là tôi yêu bằng trái tim, chứ tôi không yêu gì tóc tai. Tóc cái này nhiều chưa? Hả? Dạ tạm chấp nhận được. Cái này được đúng không? Không, có ít hơn nữa đó. Được không? Ít hơn ạ. Tóc đen. Tóc đen hả? Ủa tôi già tôi bạc rồi sao? Như anh cũng được. Nói chơi thôi chứ tóc nào cũng được hết. Quan trọng người đó có yêu mình hay không thôi. Người ta yêu quá nhiều khi nó rụng tóc á. Người ta yêu quá nhiều khi nó rụng tóc á. Bị nắm đầu riết cũng rụng nữa. Dạ. Em gái rất là dễ thương á. Có điều gì em không thích ở một người đàn ông không? Em không thích đàn ông nói nhiều. Thầy giáo còn nói dữ nữa. Thầy giáo là nói ra rã luôn đó. Mà thầy hiệu trưởng ngoài đứng lớp ra còn nói cho bao nhiêu giáo viên học sinh cả trường nghe nữa. Được dạ, không? Nói trong công việc thì không sao. Yên tâm đi em. Dạ. Nói ở trường mệt lắm rồi, về nhà im ru. Dạ. Không có năng lượng để nói nữa. Dạ, em đi làm cũng nói nhiều lắm nhưng mà về cá nhân thì em lại ít nói. Và em thích những cái gì nó cảm nhận nhiều hơn là nói. Thầy giáo thấy yêu cầu của nhà gái hợp với mình không? Chúng ta có thể dung hòa được tất cả nếu chúng ta yêu thương nhau. Đúng rồi. Thật ra thì
Tất cả yêu cầu của nhà gái tôi, đại diện nhà trai tôi nói rằng được hết, 98%. Chỉ có tóc nó hơi... Là 2% thôi, cái số nó thiếu thốn chút xíu thôi. Thầy ơi, thầy nói cho Ngọc Lan nghe là thầy có cái tiêu chí về người bạn gái như thế nào vậy thầy? Mong muốn thì tìm được một người đồng hành với mình trong cái quãng đời còn lại, thấu hiểu lẫn nhau, vị tha, chia sẻ với nhau để cùng đồng hành, xây dựng cuộc sống. Không có lo. Cái lo chỗ là cái khoảng cách địa lý giữa thầy với là cô giáo kia thôi. Cô giáo bên kia Linh nghĩ rằng thầy thấy thầy sẽ thích thôi. Rất là dịu dàng, nhẹ nhàng lắm. Nhà gái đi với ai cưng? Em đi một mình. Rồi có chị Lan lo. Dạ thầy ơi, thầy đi với ai vậy thầy? Tôi đi với một thầy giáo cùng trường, thầy Đặng Thái Thanh. Dạ chào thầy. Chào thầy. Xin chào hai MC quên Lính với Ngọc Lan ạ. Xin dạ. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Bạn nữ bên đây. Được, cũng hợp. Thấy cái ngoại hình thì cũng thấy cũng hợp đó. Mong hai bạn cho với nhau một cái cơ hội để tìm đến với nhau. Dạ cảm ơn thầy. Bây giờ tất cả mọi công việc là do thầy hết á. Bây giờ mở rào để thầy với cô kỹ sư nông nghiệp bên kia gặp mặt nhau nhé. Dạ vâng, cảm ơn. Mở rào. Mời thầy. Bước tới đi thầy. Thằng em. Dạ em cảm ơn ạ. Cảm ơn dạ. Em đã đến em đây cũng... và anh được biết em. Dạ em cũng gửi cho anh một món quà. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Kiểu này thầy chết quá. Chết thầy rồi. Chết thầy rồi. Chết thầy rồi. Hai anh chị cảm nhận giây phút đầu tiên gặp nhau thế nào? Em có nghĩ là quen biết một người mà đã đổ vỡ hôn nhân như tôi thì là một sự không mong muốn không ạ? Dạ không ạ. Em cảm ơn em thấy rất nhiều. Cũng rất là vinh dự khi mà hôm nay gặp anh ở đây. Địa lý thì là rất xa, nhưng mà xa mấy thì nếu chúng ta yêu thương nhau chúng ta vẫn có thể đến được với nhau. Tôi thì đổ vỡ hôn nhân cũng 7 năm rồi. Anh đi thầy, tôi nó xa quá. Dạ, nó rung quá, nó quyền lên. Anh đổ vỡ hôn nhân tới nay cũng 7 năm rồi. Tuy nhiên thì trong vòng 7 năm thì cũng tập trung nuôi nấng con cái thôi. Cũng chưa yêu thương bất kỳ một ai. Tới hôm nay con cái cũng khôn lớn hết rồi. Thì cũng đã đến lúc nghĩ tới cho bản thân mình để có một cái gia đình riêng. Em có thể chia sẻ về cá nhân em một tí không ạ? Cảm ơn em. Dạ, tính chất công việc của em là sẽ đi công tác thường á. Anh nghĩ sao về điều đó? Công việc mà em, mình phải chia sẻ với những cái khó khăn của người vợ. Anh có biết nhậu không ạ? Một câu hỏi rất khó trả lời Hoàng Quyền Linh. Dễ gì? Dễ gì? Tôi không? Là thủ trưởng đơn vị mà là đàn ông nó thành như vậy. Nếu mà đàn ông mà không biết nhậu thì cũng hơi khó khăn. Dạ. Tuy nhiên tất cả thì nó đều có chừng mực. Nhậu xong thì về ngủ thôi. Anh có khó tính không ạ? Tôi thì các thầy cô ở trường với học sinh bổ là... Thầy. Anh thì... các thầy cô ở trường với học sinh bảo là mong thầy hiệu trưởng ở nhà. Nói như vậy thôi chứ ở mỗi một góc độ chúng ta phải có những cư xử cho nó phù hợp. Như thầy Thanh sống với tôi đấy, như ai với anh ấy bình thường, không có gì phải khó tính cả. Chúng ta cứ cởi mở dễ dàng với nhau, bỏ qua cho nhau khi có những cái sai sót xảy ra. Quan trọng là ta có nhận được sai và thấy được cái sai của mình và khắc phục cái sai đó hay không thôi. Em nhậu nhiều. Vậy thì ok rồi. Tính chất công việc là khi chúng ta đi giao tiếp thì kể cả phụ nữ lẫn đàn ông cũng vậy, đều phải biết uống một chút là bia rượu để cái giao tiếp cho mình nó hài hòa hơn. Con gái tôi năm nay tốt nghiệp đại học, khi con gái tôi về hai cha con tôi vẫn nhậu, mà tôi nói con phải uống được ít nhất là một lon để khi sau này con ra ngoài con giao tiếp thì mình biết cách giao tiếp, biết cách xã giao cho nó phù hợp với xã hội. Cho nên chuyện đó thì anh không có gì là nặng nề trong vấn đề phụ nữ biết uống bia, uống rượu. Em là kỹ sư nghiên cứu về sầu riêng hay gì đúng không? Em là kỹ sư chuyên chăm sóc cây sầu riêng. Từ nhỏ cho tới lớn và thu hoạch làm trái. Nhà mình thì hiện nay thì em gái có 5-6 hết sầu riêng gì đấy. Đó, Lộc Minh sầu riêng cũng ngon lắm. Rất đỏ ba gian trong sầu riêng. Đúng mà. Rồi đó. Em về đó. Như vậy thì may mắn quá rồi. Em đang công tác ở tỉnh Tây Ninh và Long An. Tây Ninh em đi đường đó lên Lộc Minh cũng gần đó.
Dạ, lần nãy em có nghe anh là ở Bình Dương, Bình Phước gì đó. Bình Phước, mình ở Bình Phước. Thì cái cánh đó thì em biết là nó có trồng nhiều sầu riêng. Giờ thầy tới, bước tới. Bước tới thì tỏ tình với thầy. Tỏ tình ơi. Đúng rồi, bước tới. Tại vì là tôi tỏ tình năm 1996, thì tôi còn đi học thầy giáo đấy ạ. Kết hôn rồi và ly hôn 7 năm nay rồi, đâu lắm mà không biết tỏ tình không biết. Thì bước tới năm nắm tay cô gái thôi. Bắt đầu từ hôm nay mình không nhắc gì những chuyện cũ nữa nha. Quá khứ thì mình cất giấu nó vào và mình hướng tới tương lai cho tất cả mọi điều tốt đẹp nhất. Anh xin mượn lời của một bài thơ khoan đọc thơ thầy. Tay kia nữa thầy. Thầy muốn nói gì đó. Rất ấm áp à. Đó, mượn bài thơ gì đó thầy nói đi. Mượn lời của một bài thơ của nhà thơ Xuân Diệu, có tựa đề là Biển. Anh không xứng là biển xanh, nhưng anh muốn em là bờ cát trắng. Bờ cát dài phẳng lặng, soi ánh nắng pha lê. Anh xin làm sóng biếc, hôn mãi cát vàng em. Hôn thật khẽ thật êm, hôn êm đềm mãi mãi. Có những khi rào rạt, đã hôn rồi hôn lại, hôn đến mãi muôn đời. Đã hôn rồi nhưng không thỏa, bởi vì yêu bờ yêu lắm em ơi. Dào dẹt quá. Chà. Mọi người sẽ đưa ra quan điểm của mình. Dạ, ấn vào ạ. Dạ, thích thì thầy cứ bấm, không chờ đợi gì cả. Tình yêu mà, yêu chúng ta cứ nói là yêu. Bấm rồi đó. Rồi, còn điều quyết định do nhà gái. Khi chúng ta đưa ra quyết định, chúng ta đừng để cho đối phương hiểu lầm về mình. Thích thì cứ bấm, không thích thì chúng ta nhường nút bấm nó cho người khác. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng. Ôi mày quá. Mày quá. Mày quá. Cảm ơn chúc mừng thầy. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Nào để tay vào. Đứng giữa sân khấu. Rồi, xin phép được nắm tay em. Thật ra anh thấy thế này nè, em vẫn còn chần chờ, địa lý nó hơi xa cách. Không có gì xa cách nổi nếu như thầy yêu cô gái này. Bạn gái ở thành phố đâu có xa đâu anh. Thì bởi vậy, không có xa đấy. Nụ hôn đầu tiên. À, cho phép anh để được, vẫn nắm tay. À? Vẫn nắm tay. Dạ. Yeah. À, không có buông tay ra. Bây giờ thì còn lại là do hai người thôi. Hy vọng rằng mối tình này sẽ được đâm hoa kết trái. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà. Đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, xin cảm ơn anh chị. Rồi, cảm ơn. Chúng ta vừa kết nối cặp đôi đầu tiên, còn bây giờ Quỳnh Linh và Ngọc Lan xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Etheric dòng làm sạch nám và trắng da, làn da sạm nám không còn là nỗi lo của bạn. Ưu điểm của con là không hút thuốc lá, không cờ bạc, không rượu chè, làm việc có trách nhiệm, không bấm điện thoại trong lúc làm việc. Em tự nhìn thấy là mình có thể hòa đồng với tất cả mọi người luôn. Còn nhược điểm là nhây, chơi nhây quá người ta hay giận á. Nhưng mà nhiều khi em lại thấy những cái gì giận của họ là niềm vui của em. Trời đất ơi. Em xin chia sẻ thật là em đã qua 7 mối tình rồi. Em đã qua 7 mối tình rồi. Trời đất ơi. Trời đất ơi. 7 mối rồi hả? Người ta hay kêu cái câu là hồng nhan thì bạc phận, ông tơ bà nguyệt, kiểu như xe nhiên kiểu gì mà nó hơi vòng vòng một xíu á. Hay là xe nhầm dây thắt lưng của ai rồi nó không chịu rút ra để tôi tìm không thấy nữa. Xin được mời nhà gái. Chào chị. Mời nhà trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình nè. À. Em chào chị Ngọc Lan, em chào chú, con chào chú Huyền Linh nè. À. Chào con. Em chào anh chị trên sân khấu ạ. À. Em trời tên là... Trời đất ơi. Tắm một tiếng bạn làm cái gì vậy? Trong đó một tiếng bạn nói tôi nghe coi. Tại em thích hát cái vậy. Hát. Em hát mình. Vừa tắm vừa hát hả? Dạ. Đó bây giờ bạn ví dụ bạn đang tắm mà bạn rồi, hát. Rồi đứng lên vừa tắm vừa hát. Vừa tắm vừa hát nha. Hát bài gì hay hát hay tắm á? Hát bài một câu trong bài Gió Năm Xưa. Rồi vừa tắm vừa hát luôn. Rồi, tìm cái hào nữa. Rồi, lấy cái ca mức gì đó làm đi làm. 2 3
biển cương lá rơi thu hà em ơi. Thôi bạn. Bạn tên là gì? Dạ em tên Dũng. Dũng. Bao nhiêu tuổi? Dạ em 28 tuổi. Làm nghề gì bạn? Dạ em kỹ sư cái cấu thép. Ra sắt rồi kia xây nhà đó bạn hả? Đúng rồi, nhà xưởng. Rồi và bây giờ chúng ta mời bạn nữ. Em xin chào quý vị khán giả, em xin chào chị Cát Tường và em chào anh Quyền Linh bên kia ạ. Chào bạn. Chào bạn, mời bạn ngồi. Bạn tên là gì và hiện đang công tác ở đâu? Dạ, em tên là Ngọc Nhịn ạ. Ngọc gì? Nhịn, ở trong Nhịn Nhường á chị. À, Nhường Nhịn ha, Ngọc Nhịn. Dạ, hiện giờ mình đang công tác ở đâu vậy? Em là Thợ May chị, em đang làm việc ở quận Tân Phú ạ. Rồi. À, như vậy là chúng ta đã nghe được cô gái bên kia nói chuyện rồi. Dạ. Làm nghề may, bạn có thích nghề may không? Dạ, em thích. Tôi hỏi bạn là trong tình yêu á, bạn có hay nhường nhịn hay là chiều chuộng không? Có. Chiều chuộng dữ không? Có một cái giới hạn nào đó. Giới hạn là tới đâu? Chiều chuộng tới đâu? Thì nó đừng có quá đáng quá. Bạn có mấy mối tình rồi? Nhiều lắm nhưng mà chỉ có yêu nhiều lắm thôi. Sao kỳ vậy? Tại em đen quá cho nên bạn nữ chê. Bạn ơi nói lớn tí xíu đi, bên đây không có nghe được. Tại em đen quá chị. Đen quá hả? Đen mặn mà thôi, cứng cỏi. Thì người ta nói ngâm ngâm với châu nhìn lâu mới đẹp, mà mấy bạn nữ nhìn chút xíu thì bỏ chạy rồi, lâu rồi mới đẹp. Bạn thấy mình có khuyết điểm gì mà phụ nữ không yêu bạn? Thì em hay đảng trí. Tức là hay quên đó hả? Quên tên người yêu luôn. Không, cái đó thì họ không đến nổi. À rồi sao nữa? Với lại em hay ở dơ. Ở dơ trời. Trời đất ơi cái gì vậy? Ở dơ làm sao bạn? Khi đi làm về mệt cái mình nằm nghỉ chút xíu, tính chút nữa tắm cái ngủ quên sáng mới tắm. Ủa mà nhưng mà sáng thức dậy rồi đi làm rồi có tắm không hay là quên luôn? Có, cái đó là sáng nào cũng tắm hết đó. Phải không? Nhiều khi sáng dậy cái thấy lạnh thêm bữa nào dậy trễ cái thôi đi luôn à. Này tôi nghi lắm nè. Trời ơi không ai chịu được đâu bạn ơi. Đi chơi chung bạn hôi rình ai chịu. Rồi bữa nào đúng rồi. Nhưng mà lúc đi chơi là lúc nào cũng sạch sẽ anh. Ờ, rồi còn lý do nào mà ế nữa nè? Em lôi thôi lết hết, không có thích trau chuốt bản thân, không thích làm đẹp. Còn gì nữa? Với lại công việc em nó bận rộn lắm, không có thời gian để mà đi tìm hiểu hay mà hẹn hò. Thôi cái này quá rồi, tôi thấy bên này bên đây, bên đây bạn nhìn bạn lắc đầu đây nè. Chứ cái gì mà đâu mà là không quơ đảng trí nè, rồi á là lôi thôi nè, không có thời gian hẹn bạn bè nè, rồi á ở dơ. Cái quan trọng là cái ở dơ á. Ờ nhịn ơi, dạ. Bây giờ bên kia tự nhận xét người ta vậy đó, còn bạn tự nhận xét bạn như thế nào, bạn có những ưu điểm gì? À, ưu điểm của em á thì cái tính của em nó cũng hơi bị hiền. À, em á thì hình như hơi ngược lại bạn nam bên đó một chút, là rồi. Em hơi kỹ tính chút chị. Tiêu rồi, tiếp đi rồi mình sẽ khai thác ha. Dạ. Rồi sao nữa, ưu điểm? Luôn hòa đồng với bạn bè, dễ biết nấu ăn chị. Nấu ăn ngon không? Dạ ngon, theo bạn bè em nhận xét là nó ngon. Rồi, vậy mình có khuyết điểm gì không ha? Em chận hơi lâu chị. Không phải là giận lâu mà là do em là giống như quê là hơi bị khó làm quề á. Nếu như mà em giận mà cái bạn mà em giận á làm quề với em trước thì em sẽ bỏ qua. Còn nếu như mà bạn đó cứ im hay gì thì em cũng không biết bắt đầu câu chuyện sao. Thế là em cũng im luôn. À, em có chiều chuộng bạn nam không? Cũng có, tại vì khi mà mình quen á thì mình phải vì người đó một chút anh. Vì có chút thôi hả? Nhưng mà theo như chị nghe bạn chia sẻ thì thấy là bạn đúng là một cái mẫu người lý tưởng của gia đình. Dạ, nhưng mà rồi bạn trai bên kia thì những cái khuyết điểm như vậy đó, nãy giờ bạn nghe thì bạn cảm thấy như thế nào? Em nghĩ những khuyết điểm khác thì không quan trọng lắm, nhưng mà em chỉ nghĩ cái này là em nghĩ là có thể thay đổi được. Là giống như bạn ấy để ý chăm chút về bản thân mình chút, sạch sẽ chút là được rồi chị. Anh nói thật sự bạn bên trai đây dễ thương lắm, nói như vậy là thật thà đấy. Rồi bây giờ có tật xấu vậy nói luôn cho bạn kia hiểu luôn đi. Em cũng tắm lâu nữa. Tắm lâu nữa? Lâu là phải qua lâu. Còn tiếng. Tiếng đồng hồ hả? Làm gì tắm lâu dữ trời. Tắm ta xối cái ào xong gì nè, đâu. Bên đây người ta nói nè, tắm lâu bởi vậy lâu lâu mới tắm một lần. Trời đất ơi. Một tắm một tiếng bạn làm cái gì ở trong đó một tiếng bạn nói tôi nghe coi. Tại em thích hát á vậy. Hát. Em hát mình trong vừa tắm vừa hát hả? Dạ. Đó bây giờ bạn ví dụ bạn đang tắm mà bạn rồi, hát. Rồi đứng lên, đứng lên vừa tắm vừa hát. Vừa tắm vừa hát nha. Hát bài gì hay hát hay tắm á? Hát bài một câu trong bài giỏi hôm xưa. Rồi vừa tắm vừa hát luôn. Rồi. Tiếng mới hào nước. Rồi, coi lấy cái ca mức gì đó không làm thì làm. 2 3. Biển cương lá rơi thu hà em ơi. Tắm. Đường dài mịt mù em không đến nơi. Mấy nước buồn cơn lửa bên hết kể chuyện chung tình. Khóc than riêng anh một mình. Tắm. Cây tuôn lá xanh xây mồ cho anh.
tình đâu bè bàn trong câu chiến tranh, đứa tiếng nào hay sẽ chia cách trở hận muôn đời. Tóc tóc nói nữa chi thêm ngàn lời. Ủa, bạn ơi bạn ơi. Dạ. Là một tiếng đồng hồ là còn tới còn lui vậy hoài luôn á hả? Dạ. Phải không? Dạ. Rồi là sạch vậy là tới là coi như mấy bữa sau mới tắm lại phải không? Dạ. Không dễ thương. Bạn ơi đứng hồi tắm kỳ hồi là tới luôn á. Cái vụ này tôi mới thấy lần đầu luôn á nghe. Bạn có thích người phụ nữ vừa tắm vừa hát không? Em muốn hai đứa hát chung tắm chung. Cái đó được. Trời đất ơi. Trời ơi, nó nghe nè. Dạ. Bạn có thích chồng mình vừa tắm vừa hát cái lương không? Cái lương thì em thích nghe, nhưng mà nếu mà cả tiếng đồng hồ vậy thì chắc em phải góp ý hả chị? Giờ bạn nhìn nè, cái mẫu người lý tưởng của bạn là người như thế nào? Em thì em thích là người lịch sự chị. Lịch sự? Dạ, là một người chững chạc. Vậy cái gì ở người bạn trai mà bạn không thích? Em không thích người thô tục đâu chị. Thô tục là sao? Thô tức là người hơi bạo lực, hơi nóng tính, giận lên là có thể đập đầu, hoặc là giận quá là có thể nói tôi quýnh mình thì hơi quá. Còn tục là giống như có thể nói những cái câu nói mà nó hơi tục một chút, là hơi cái một chút. Nhưng mà giờ hỏi thì bạn trai bên kia nè, bạn có hay chửi thề không? Chứ bên này là người ta rất là đoan trang thùy mị mà ghét mấy người nói tục nói thề, chửi thề lắm nha. Em thì không có chửi thề nó vậy đâu chị ơi. Mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? Nữ thì cao khoảng trên 1m55. Ừ. Dạ. Nặng thì dưới 55kg. Ủa chứ nặng hơn không được hả? Dưới 55 lại dưới. Tại sao? Vì nặng quá nhìn nó to hơn em. Rồi những cái gì mà bạn không thích ở người bạn gái của mình? Thì em không thích mẫu con gái em là sơn móc tay đỏ chót, rồi nhộm tóc vàng, tóc xanh, tiêu xài hoang phí. Còn gì nữa không? Chảnh chọe. Và em thích là người bạn gái của em phải biết hát nhạc trữ tình với ca. Biết hát nhạc trữ tình đó, cái này yêu cầu này nè, thử liền luôn. Biết không? Em biết hát không? Em hát dở lắm chị. Trời ơi, bây giờ mình làm đại bản đi. À thôi, em nghĩ dở quá chắc phải về từ từ học thêm quá. Nhưng mà chị nói nghe nè, chị thấy em cao lắm luôn á, em cao 1m mấy vậy? 1m58 chị. 1m58 hả? Dạ. Đủ chuẩn bên kia không anh? Rồi, hơn 55 được rồi. Được rồi ha. Anh thấy được rồi đó. Dạ. Để xem coi. Em chào anh Quyền Linh. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Nãy nghe giọng nói này có lẽ hơi khó chịu chứ không chiều chuộng hả? Chiều tới mức thôi hả? Chiều chứ anh, nhưng mà giới hạn thôi. Còn như bạn nam thì không chiều lại mình thì cái đó là không được. Anh nói cho vui cho thấy cứng cáp thôi chứ thật sự anh sợ vợ lắm. Rồi, cái ok. Cái đâu cần quảng cáo đâu anh Linh. Rồi anh bây sẽ giờ mình kéo màn lên. Hai bạn sẽ có 2 phút để gặp mặt nhau. Đúng không? Đúng quá à. Rồi nè, nhìn nha, đừng có xỉu nha. Đẹp lắm ha. Dạ, chào anh ạ. Ấn tượng đầu tiên khi mà anh nhìn thấy em như thế nào? Rất là giống như cái đón anh nãy, anh nghĩ là em mặc váy. Em thấy hầu như chương trình này ai lên cũng mặc váy hết anh ơi. Anh không có mặc váy rồi nha. Không, em nói là bạn nữ thôi. Dài à. Em quê ở đâu? Dạ, em ở Cái Bè Tiền Giang. Cái Bè Tiền Giang. Cái Bè Tiền Giang mà ông biết hát giọng cổ hả? Không, đôi lúc cũng muốn học hát lắm mà cứ hát dở nên cứ bị bạn nó giật đi chôn lại, nó không cho học nữa. Đại câu đi chứ, mình ở miền Tây mình không biết hát nhạc mình cũng kỳ đúng không? Đúng rồi. Em thấy bạn này biết hát là bù cho em cũng được rồi chị. Nhiều khi thấy bạn Dũng hát hay quá người ta khớp á, chứ bình thường người ta cũng vừa tắm vừa hát á. Ngồi thẳng lên nhìn thẳng vô mặt bạn gái. Thẳng vô, nhìn thẳng vô. Hai người không được nhìn đâu hết. Nhìn thẳng vô để thấy cô tiếng sét gì không? Theo như anh thì có dự định là nghiêm túc hẹn hò và tiến tới kết hôn gì? À, rất là nghiêm túc. Anh đã trốn xếp để đến đây. Ôi trời. Rồi về có sao không? Sao thì ngày mai tính, giờ tính ở đây trước rồi đã. Nhắm dạ. Kết cấu gì được chưa? Kết cấu anh thấy là ổn rồi đó. Theo như anh đây thì có khoảng bao lâu thì mới dự định là kết hôn? Đó. Khi mà quen tìm hiểu thấy hợp thì khoảng 1 năm. Theo em thì cũng nghĩ vậy, nhưng mà ở trước tiên thì em phải cảm nhận được người đó là sẽ mang tới hạnh phúc cho em. Thì em sẽ tính tới chuyện kết hôn. Em mới nhịn anh nhường cho anh tắm lâu được đó nha. Không, cái chuyện này tắm lâu thì được, nhưng mà em không có nhường cái chuyện mà không tắm anh ạ.
Theo như em mà gặp bạn nam thì em thấy là cũng có một chút quý mến. Còn tiếng sét thì em nghĩ là chắc phải từ từ vun đắp quá, chứ chưa có tiếng sét. Chưa có sét hả? Dạ. Để anh hát câu này nữa nghe có sét không nha. Rồi làm luôn. Em ơi, nếu như em không chơi anh là kẻ quê mùa hai lúa, dân cơ khí bụi dầu dày giang phong sương, anh xin được cùng em bầu bàn sớm hôm để cùng chia sẻ những vui buồn của cuộc đời gió bụi. Vừa mới gặp em làm em nghĩ sớm rồi thôi em không nghe chi kỳ vậy. Vừa mới gặp em thì nghĩ là sao nữa. Thôi thôi được rồi, chúng ta sẽ có 3 tiếng điểm. Vừa mới gặp em sụi lơ luôn. Chị Tường làm em hết hồn. Đúng thừa nữa. Không, dễ thương đấy, bạn trai dễ thương đấy. 1 2 và 3. Hết thời gian. Thì chúng ta có thể nắm tay nhau một cái đi, để mình coi có cái tiếng sét gì chưa. Chúc mừng các bạn nha. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tiến triển xa hơn trên con đường này, tìm hạnh phúc cho chúng ta. Tặng các bạn cặp vé xem phim. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ rồi, chúc bạn. Tính cắn mà con cũng trong quan niệm tình yêu con cũng chỉ muốn là yêu là cưới thôi, chứ con không có mập mờ rất nhiều mối quan hệ, con không thích điều đó. Đó thì chú mới tính cho con nên là tương lai vậy. Khi đó mà cái tương lai vậy là phải có một cái chặng đường nó rất là phải suy nghĩ, phải chín chắn, phải kỹ lưỡng thì mới có thể sắp đặt giống được như là cô chú mới nói. Nên con chắc chắn là con sẽ suy nghĩ về điều này mà. Vâng. Nghe lời chú đi, mà, chú tính con chỉ cần về mà phụ huynh mà chứ gọi là thương con một cái là coi như mọi thứ là xong hết. Người ta nói là câu là sương gió phụ đời trai mà tương lai nhờ nhà vợ. Đúng không ạ? Rồi thôi bây giờ nói cảm nghĩ về nhau đi. Thì chỉ có ngoài khoảng cách địa lý ra, công việc làm xa ra thì em thấy anh rất là chân thành, ngoại hình rất là sáng. Thật sự là trên cái mức yêu cầu của em luôn. Còn nữa thì tính tình nói chuyện này cũng rất là hài hước và dễ thương. Thì em cũng con hỏi thử mấy lần tiền có đi sửa không? Mà đúng một tiền là từ bé đó. Rất nhiều người ao ước và bỏ rất nhiều tiền mới có rồi. Theo em nghĩ thì chúng ta nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Còn cái việc công việc sau này hoặc là dự định sau này, nếu như mà thay đổi được thì chúng ta sẽ trao đổi sau. Rồi, còn giờ giáo bước tay nắm tay cô gái đi. Mà nói rằng là với theo em thì bao giờ chúng ta đến với việc kết hôn? Anh quên khi nãy em còn vội quá nữa. Anh hồi hộp quá, anh chưa biết em năm nay bao nhiêu tuổi nha. Thì em năm nay 30 tuổi nha, sinh năm 91. Nhớ tên gì là không? Bằng tuổi nhau ạ. Dạ đúng. Cũng được. Thầy giáo nhớ tên gì không? không Thảo. Thảo ạ, tên Thảo ạ. Con Thảo nhớ tên thầy không? Dạ nhớ là Tuấn ạ. Trời này ngồi hộp quá. Thầy giáo hỏi đi. Không bao lâu thì em bây giờ vậy là chúng ta cũng bằng tuổi nhau. Mà cái cảm giác là cái tuổi này là một cái tuổi mà khi mà về lễ Tết hay gì đó là có một cái câu hỏi quen thuộc em biết không? Dạ không. Đó là khi nào lấy vợ, khi nào lấy chồng ấy. Mình tên là Hoàng Thị Thanh Thảo. Mình là kỹ thuật viên xét nghiệm, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay mình 30 tuổi. Nhưng mà Thảo làm ở chỗ nào? Dạ em làm ở bệnh viện 175 đó chị. À, bệnh 175. Dạ. Bên xét nghiệm hả? Dạ. Rồi. Thảo làm ở một viện 175 hả? Ừ. Lại Gò Vấp á hả? Dạ. Nhà Thảo thì ở đâu? Dạ nhà em ở đây luôn nè, ở Gò Vấp luôn nè. Ở Gò Vấp luôn. Dạ. Giờ cũng tiện quá, đi làm rất là. Còn đây ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Dạ. Rồi, bây giờ Thảo nói một chút xíu về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cô. Dạ, thì điểm mạnh của xưng em hay xưng con? Xưng thế nào cũng được, nhưng mà bạn kia xưng con đúng không? Thôi Thảo xưng con luôn đi. Dạ. Thì điểm mạnh của con đó là con khá là hòa đồng, vui vẻ, sống lạc quan, yêu đời và biết chia sẻ, biết lắng nghe. Dạ thì đôi lúc trong cuộc sống thì cũng có những lúc buồn, thì những lúc đấy thì con cho phép mình dừng lại, mình tĩnh tâm, sau đó lại tiếp tục lạc quan, vui vẻ và yêu đời, tiếp tục cuộc sống. Rồi cái điểm chưa mạnh của mình? Dạ điểm chưa mạnh của con đó là con còn nhút nhát, nhiều khi là cảm thấy e thẹn đó khi nói trước đám đông hoặc là phát biểu ý kiến của mình. Cái con sống hơi hướng nội. Hướng nội. Dạ. Rồi mời nhà trai. Điểm mạnh điểm yếu là dạ, là gì? Nói chút về cái điểm mạnh của mình thì cháu là người được nói là vui vẻ hòa đồng với đồng nghiệp, có lập trường, chịu khó chịu khổ và đặc biệt là rất trung tình, không hút thuốc lá, không lăng nhăng cờ bạc. Còn chịu về khó, chịu khó. Dạ chịu khó chịu rất khổ. Rất trung tình, vô đây đủ rồi đó. Vâng. Thấy khỏe rồi đó. Còn về nhược điểm thì cháu chỉ có cái nhược điểm đó là nhiều lúc chưa quyết đoán được.
còn đang lưỡng lự và đặc biệt là rất là ít nói, sống nội tâm. Yeah. Mà mối qua tới rồi đó. À, chào cưng. Dạ. À, trời ơi, nhìn cái vỗ quà cưng quá ha. Rồi bây giờ mình nói một chút xíu về cái chuyện tình yêu của mình đi nè. Mình mấy mối tình rồi nè. Dạ, nói về mối tình thì cháu cũng trải qua được 4 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên đó là mối tình thời học sinh thì ai cũng có một mối tình đẹp mà cũng trải dài được 4 năm. Nhưng mà do là khi đó là cháu cũng với cô ấy chỉ cũng tranh nhau 1 tuổi nên là cái khoảng cách mà đi học xa, cháu thì học ở Quy Nhơn còn bạn thì học trong Sài Gòn. Nên là qua thời gian nhiều lúc cũng có cái sự yêu xa nên là càng ngày càng xa nhau, nó khác quan điểm một chút nên là xa nhau. Rồi. Còn các mối tình thứ hai, mối tình thứ ba thì với mối tình thứ tư đều có một đặc điểm chung, đó là hồi đó cháu đang ở nhà, khi mà cháu ra trường cháu đang tạm thời ở nhà thì các mối tình này đều được một cái đặc điểm, đó là đều được phụ huynh gán ghép cho đẩy thuyền cho đấy ạ. Nên là nhưng mà các mối tình ấy đều là ở Sài Gòn hết ạ. Hồi đó cháu đang ở Đắk Lắk nên mà cũng là vì yêu xa nên là cũng tìm hiểu khoảng được 2 tháng thì nói chung là cảm giác nó xa quá nên là thôi ạ. Dạ. Nói chung là tới 4 mối tình rồi đúng không? Dạ, cũng có 4 mối tình ạ. Giờ làm gì để phá cái 4 mối tình đó? Dạ đúng rồi, hôm nay cháu lên chương trình cũng mong muốn là phá vỡ cái lời nguyền ấy. Lời nguyền gì? Lời nguyền đó là có một cái lời nguyền đó là các bạn nữ khi mà quen cháu thì sau một thời gian các bạn nữ đó đều thời gian 1-2 năm gần đây các bạn đều lập gia đình hết. Nên là ai quen cháu là đều lập gia đình hết. Nên là hôm nay cháu muốn đến chương trình ngày hôm nay là muốn phá vỡ cái lời nguyền đó là bạn nữ quen cháu là sẽ lập gia đình với cháu. Với bạn đấy, vâng, đúng dạ, không? Dạ. Phải cưới sớm chứ không dạ, là đúng rồi. Cô đi cưới người khác đó. Dạ. Rồi, để đi. Rồi, bây giờ để tôi hỏi bên tôi nha. Con nói cho chú Linh biết mình có bao nhiêu mối tình rồi. Dạ thì cô bé rất là đáng yêu mong manh. Dạ chào chú Quỳnh Linh. Dạ thì khác thuộc với lại bạn nam bên đó ạ, thì con chưa có mối tình nào hết chính thức hết. Dạ. Chưa có hả? Dạ chưa có. Không chính thức có nghĩa là cũng có một cái không chính thức đúng không? Dạ thì không chính thức thì cũng có một ạ. Lúc đấy là con với anh ấy là cũng đang tìm hiểu thôi ạ. Nhưng mà cũng do là ít liên lạc với lại anh ấy cũng mỗi lần gặp nhau ấy ạ, thì cũng không phải là gọi là hẹn hò, nhưng mà mỗi lần gặp nhau thì anh ấy cũng ít chủ động với lại hay đến trễ. Cho nên là sau này tụi con cũng ít liên lạc dần, rồi sau đó cũng không có. Lâu chưa con? Lâu chưa? Dạ cách đây cũng 6 năm. 6 năm rồi. Là bên 4 mối, bên chưa có mối nào, cố gắng hỗ trợ người ta trong tình yêu nha. Bây giờ con muốn có một người yêu lý tưởng thế nào? Dạ thì người yêu lý tưởng của con đó là có vẻ ngoài vừa phải, cân đối, nhưng mà phải có một công việc ổn định ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Vừa phải bây giờ cân có ổn đối. Định ở Nhân Trạch được không? Ồ, Nhân Trạch là sát bên thành phố Hồ Chí Minh, ngay phà Cát Lái, chuẩn bị xe cầu qua tới nơi rồi. Dạ. Đi đường cao tốc, chạy chút xíu tới. Nhân Trạch bây giờ phát triển quá. Trời ơi, Nhân Trạch giờ đất mắt lắm. Nhà cô ngay Long Hải là Nhân Trạch lên. Ủa? Chút xíu nữa. Làm gì ra đâu Long Hải xa vậy? Không biết địa lý gì trơn. Không thì bây giờ đang hỏi nè, từ Nhân Trạch mà lên Long Hải xa. Xa đúng không? Đồng hồ đó. Vậy đó mà cô thấy vẫn là còn gần. Hiểu ý cô không? Có nghĩa là thích lắm, ở thành phố biển nói chung là rất là thích, mà bây giờ cái Nhân Trạch nó giữa nữa đúng không? Chuẩn bị xe sân bay Long Thành nè, là sát bên sân bay luôn đó. Đi nước ngoài khỏi cần đi xe đi bộ cũng tới. Không, đừng có lo nha. Đó không lo nha con, không có lo. Rồi. Bây giờ thì coi là bên đó đó mẫu hình lý tưởng. Mình muốn tìm người yêu thế nào? Dạ, về mẫu người lý tưởng thì cháu không có một cái mẫu hình mẫu nào lý tưởng cụ thể cả. Thì cháu cũng chỉ thích một bạn nữ là cao từ 1m5 đến 1m6 là được rồi. Có cảm giác là bạn thấp hơn mình là để mình cảm giác nó che chở cho bạn đó. Về ngoại hình thì cũng bây giờ cháu cũng lớn tuổi, cháu cũng không phải là yêu cầu quá đẹp. Nói chung là được là được rồi. Chú bên đây quá được luôn. Dạ vâng. Kinh nghiệm của chú bên đây quá được. Quá đẹp về, luôn á thiệt. Đối xử nội ngoại là phải biết đối xử với nội ngoại, anh em bạn bè một cách chú đáo. Còn tính cách thì ngoan hiền một chút. Nói chung tình yêu, tình bạn hay là vợ chồng nhau
nó cũng giống như một cái tấm gương vậy, mình như thế nào thì cái đối phương người ta soi y chang vậy thôi. Thành ra cái này cũng đơn giản, không có khó đâu ha. Thôi hỏi kiến người thân đi. Đúng rồi, con đi với ai? Dạ bữa nay đến với chương trình con đi với chị ruột của con. Chị ruột hả? Dạ. Chị ruột ha, ngồi con mình con Nghiệp thấy sợ. Để đừng nói đến chợ sẽ em bé đơn độc. Dạ xin chào chương trình, xin chào cô Vân và chú Quỳnh Linh, xin chào nhà trai. Thì em là Hà và em là em chị ruột của bé Thảo. Thì nói chung là bé Thảo xác định đến chương trình với lại tinh thần là xác định là cái mối quan hệ nó là đúng nghiêm túc. Nghiêm dạ, túc. Rất là nghiêm túc. Và em nó cũng đến tuổi là rất là muốn là có một cái gia đình ổn định. Và theo như chị thấy thì là mình có thể là cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Mà chị thấy em rể tương lai thì sao? Tương lai thì không ai nói trước được ạ. Nhưng mà nói chung là mình em đã nói với lại hai em là mình nên cho nhau một cơ hội. Nhưng mà cảm nhận đó. Dạ. Mình cảm nhận cậu này tính tình sao, có hợp với em gái mình hay không? Tính tình thì mình nghĩ là chắc là phải bù trừ nhau, mà hai người đều hướng nội thì chưa biết là nó sẽ như thế nào. Dạ. Hai bên đều hướng nội. Dạ đúng rồi, hai bên đều hướng nội. Dạ. Rồi, vậy chị hướng ngoại giúp cho em thôi. Đó, ông Mai và mối đều hướng, dạ, hướng nội hướng ngoại. Chương trình là em đi với anh trai họ của em cùng hai anh chị đồng nghiệp. Rồi, mời anh trai. Xin chào cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh và tất cả mọi người. Hôm nay đến đây với Tuấn là gồm có anh họ và đồng nghiệp ạ. Em là đồng nghiệp của Tuấn. Tuấn tới đây cũng với một cái tinh thần rất là nghiêm túc, tại vì là Tuấn cũng đã tới tuổi để kết hôn rồi ạ. Ưu điểm của Tuấn ở đây là khá là hòa đồng, vui vẻ và rất là nhiệt tình với học trò, làm việc năng nổ. Là một người con rất là hiếu thảo, tại vì là đồng lương của giáo viên rất là ít, nhưng mà Tuấn đã tìm cái nghề để kiếm sống khác. Và Tuấn có một ưu điểm cũng như là nhược điểm của Tuấn là khá là thẳng thắn. Nhiều lúc thẳng thắn quá mà Tuấn cũng không được lòng những người khác. Mình thấy bạn nữ bên này là rất là xinh và có một cái công việc ổn định. Mong là hai bạn có cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Chúc hai bạn có một cái kết quả như mong muốn ạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ thì mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Ông mối khoan để cho tôi hỏi cô gái bên đây một câu nữa thôi. Là con không thích điều gì ở đàn ông vậy? Dạ thì điều con không thích ở đàn ông đó là hay đi thả thính, lăng nhăng, trăng hoa, không chung thủy. Còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì con không yêu cầu nhiều, chỉ cần cân đối vừa phải. Dạ. Ok, vậy là được rồi ha. Dạ. Đàn ông nào chưa có người yêu đều muốn thả thính hết trơn. Yên tâm, cái đó là cái không quen chuyện nào, khi mà có vợ đó, thả thính là không được nha. Dạ. Sao? Rồi, mở rào. Đàn ông ngay cả khi có vợ cũng vẫn đi thả thính đó con à. Bắt đầu đi. Dạ. Chào anh. Mình nhận đồ trước đi rồi mình tặng sau con. Dạ. Hôm nay đến chương trình có món quà nhỏ tặng em. Nó cũng là trái cây, thì tuy đa phần nó không phải là quê hương anh sản xuất, nhưng mà quê hương anh cũng sản xuất cũng một số loại trong này. Mong em nhận ạ. Dạ em xin cảm ơn món quà của anh ạ. Bên đây thì em cũng có một món quà cho anh. Dạ. Đây. Rồi mình để trái cây đây con. Thì trong món quà này của em là em tặng anh một cái cà ravat. Thì em nghĩ là đấng mày râu thì trong một lần trong cuộc đời thì ai cũng hát một cái cà ravat. Nó mang lại sự tự tin hay là lịch lãm, cũng như là có thể làm ấm thanh quản. Và hôm nay thì anh mặc quần tây và sơ mi nữa, em nghĩ là cái cà ravat này cũng sẽ rất hợp với anh. Cảm ơn em
Cũng may quá lại chưa có cái cà vạt nào. Em có thể thắt cho anh được không ạ? Ừ, đó, thắt luôn. Thì thật ra anh cũng không biết thắt cà vạt. Dạ thôi, cái này em hẹn anh bữa sau nhé. À, à, ok. Em lấy ra mà ướm thử hợp không? Thắt thì chắc không ai biết thắt rồi. Rất là đẹp. Dạ đây ạ. Em nghĩ là rất là hợp ạ. Cảm ơn anh nhiều nhé. Hợp ha. Dạ. Hợp không? Ướm vô áo coi. Ướm rồi. Thảo đẹp. Không biết thắt ướm Thảo. Ai ướm Thảo vậy? Dạ, về mở ra tao ướm luôn. Cô cũng không biết thắt luôn. Cà vạt nó khó thắt lắm. Rồi. Thôi, em gái biết thắt không? Dạ, về học. Rồi thì đưa em gái thắt đeo vô. Về học. Về em học. À, về em học. Về em học. Rồi để đây đi em. Từ đây về ghế ngồi đi. Rồi các bạn trao đổi với nhau đi, ngồi nhìn đối diện với nhau, cảm nhận về nhau. À, đầu tiên là anh có cái cảm nhận em là rất là xinh đẹp. Mà anh khi mà gặp người phụ nữ mà xinh đẹp quá là anh thường hay không biết nói gì. Thực sự em đúng rất là xinh đẹp. Với lại khi nãy anh vừa thấy em giới thiệu về bản thân thì anh thấy em là hiện nay công việc của em đang là bên kỹ thuật viên xét nghiệm phải không ạ? Dạ, đúng ở rồi. Trong trung tâm y tế em ở hay là bệnh viện nào em? Dạ em làm bệnh viện gần nhà luôn đây. Dạ, dạ. Em là người con Sài Gòn luôn ạ. Dạ đúng rồi, em là người Sài Gòn. Bây giờ thì không qua tìm hiểu thì em cũng thấy anh là bây giờ thì quê gốc của anh ở Đắk Lắk rồi. Dạ. Em có biết Đắk Lắk không nhỉ? Dạ biết ạ. Đắk Lắk mà khi mà chúng ta cứ ở trong ghế nhà trường cứ bảo dân Đắk Lắk bọn anh là đi học bằng cưỡi bằng voi đấy em. Yeah. Nhưng mà thực ra là không phải. Bây giờ thực ra ở trên Đắk Lắk anh cũng rất là phát triển. Rồi không biết em có thích ăn sầu riêng không? Dạ yeah, em thích. Thì cũng may quá nhà anh cũng cũng có một vườn cũng khá sầu riêng. Nếu mà chúng ta có cơ hội phát triển mối quan hệ ngày hôm nay thì anh có thể là mời em về vườn sầu riêng nhà anh mà ăn một cách thoải mái mà không phải suy nghĩ gì về giá cũng như là về thuốc bảo vệ thực vật ở trên nó. Dạ yeah. Sạch đúng không, nhà chồng sạch đúng không? Đúng rồi. Dạ yeah, em anh cho em hỏi là có phải là anh đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai đúng không ạ? Đúng rồi, anh đang ở Nhân Trạch á. Từ Nhân Trạch mà lên Nhân Trạch. Sài Gòn là cầm bao nhiêu cây? Như chỗ trường quay của chúng ta gần nhất là anh đi khoảng 30 phút. Cũng rất là gần. Anh chỉ cần đi qua phà Cát Lái là đã sang bên quận 2 rồi. Dạ yeah. Khi này em nói em ở Gò Vấp đúng không? Dạ đúng rồi. Gò Vấp thì cũng hơi xa rồi. Dạ. Em có câu hỏi gì hỏi anh được không? Dạ nếu như em với anh quen nhau thì một tuần anh có thể gặp em mấy lần? Thì em thấy xa lắm, khoảng cách địa lý nó. Một tuần xa. Thì cái công việc của anh thì nếu mà trong cái thời gian này thì anh cũng đang nghỉ hè thì dạ. Nói chung anh cũng có cái công việc làm thêm để kiếm thu nhập thì nói chung tuần nào thì chúng ta có thể tạo điều kiện thì chúng ta có thể gặp được. Nói chung tuần nào cũng có thể gặp được. Thì anh chỉ cần có lý do thôi. Chỉ cần có lý do. Rồi. Bây giờ nghĩ tương lai xa hơn. Nếu chúng ta tìm hiểu nhau, yêu nhau đủ lớn, chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân thì khoảng bao lâu và chúng ta ở đâu? Dạ đúng rồi. Em nghĩ là ước mơ lớn nhất của anh bây giờ là gì? Cái dự định gần nhất của anh bây giờ là gì? Dự định gần nhất của anh thì anh cũng lúc trước anh xuống đây anh cũng tham vọng lắm, anh cũng tham vọng về kinh tế lắm. Nên là khi mà xuống đây nhiều lúc anh cũng muốn về quê. Sau một thời gian công tác ở đây là anh có cứng rồi anh về quê. Thì ở trên quê anh thì anh cũng có cái cơ sở rồi, gia đình rồi nên là anh cũng phát triển được. Với lại anh, cái sở trường của anh là anh vừa ngoài dạy ra anh còn rất là thích chăn nuôi nữa. Yeah. Và đặc biệt là rất là động vật nữa. Không biết là em có thích động vật không? Thì em cực kỳ thích động vật ạ. Vậy là người ta gọi là anh có cái tay nuôi động vật ấy. Là anh nuôi con gì cũng được á. Bây giờ đúng là chỉ có là thiếu nuôi vợ thôi. Nên là nuôi gì cũng được, nuôi con gì cũng được chứ nuôi vợ khó lắm á. Đứa vợ nhiều lúc cũng phải có tay mới nuôi được ý ạ. Do ý giống như là nuôi hợp là con bây giờ cũng chưa phải mập lắm, nhưng khi mà nuôi vợ con sẽ mập hơn. Rồi khi nãy anh thấy em bây giờ em cũng là người Sài Gòn rồi, không biết em có ngại làm dâu xa không? Cụ thể là Đắk Lắk. Làm dâu xa nhưng mà có nhiều người là vẫn sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh anh. Họ chỉ về làm dâu một năm một lần hoặc vài ngày thôi một lần. Thì trên anh cũng rất là nhiều bạn lấy vợ Sài Gòn. Thì
người ta cũng sinh sống và làm việc ở trong này thì ngày lễ Tết thì người ta cũng về. Dạ vậy em không ngại làm dâu xa. Nhưng mà em không, em sợ là ý của anh là em về Đắk Lắk. Không, bây giờ anh, nếu mà anh với em mà có cơ hội đến với nhau á thì bây giờ em mà đang ở Sài Gòn mà chắc anh nghĩ em cũng quen ở trong này rồi. Dạ đúng rồi. Nên là giờ mà bảo em mà về Đắk Lắk luôn thì chắc cũng hơi khó. Nên là giờ phải có một cái điểm thống nhất chung với nhau. Thống nhất chung là sao? Thống nhất chung với nhau là chẳng hạn như là bây giờ ranh giới giữa nhân Đồng Nai với Sài Gòn là nó cách một cái phà cắt lái, thì chẳng như địa điểm chúng ta có thể là xích lại gần một tí. Thì là chẳng như khu vực ở Nhân Trạch thì có thể là anh có thể là mua nhà ở Nhân Trạch, còn em có thể chuyển về gần một chút là ở chỗ quận 2 gì chẳng hạn, thì nó sẽ hợp lý hơn cho cả hai. Chứ bây giờ mà bảo vì cái công việc của chúng ta giờ nó hơi xa về mặt địa lý như vậy là hơi khó. Về yêu đương thì không có khó, nhưng mà về lâu về dài thì chắc chắn nó sẽ có khó khăn. Em gái là đang ở nhà với ai? Dạ, giờ con đang ở nhà với ba mẹ. À, dạ. Với ai nữa? Dạ hết rồi, chỉ có ba mẹ với con. À, con có ba chị nữa, nhưng mà ba chị đã đi lấy chồng, rồi. Ở riêng. Ở rể được không, thầy giáo? Ở rể ạ. Dạ. Anh có nghĩ đến việc là anh lên thành phố Hồ Chí Minh xin một việc khác không? Ví dụ như là dạy ở Sài Gòn chẳng hạn, dạy học ở Sài Gòn. Dạy ở Sài Gòn. Anh giáo dạy môn gì? Dạ, cái này môn lịch sử ạ. Lịch sử ha. Dạ. Em nghĩ môn đấy cũng dễ xin việc. Thì mà ở trên đó thì cũng dễ xin thôi. Mà do anh có một cái anh cũng không thích Sài Gòn xô bồ quá. Cái tính của anh thích nó một cái sự yên tĩnh. Nhưng mà ở Nhân Trạch có đất chưa? Cũng gần có rồi. Gần có, khoảng chừng nào mới có? Khoảng 2-3 năm nữa thì có thể có. 2-3 năm nữa. Dạ, chứ khi nãy cô Hồng Vân cũng nói là đất với chú Quyền Linh cũng nói đất Nhân Trạch giờ cũng đắt lắm. Đặc biệt là ở khu vực Vĩnh Thanh ấy, là giáp với quận 2 nên là giá đất nó lên rất là cao. Nên là một thời gian ngắn như vậy thì vẫn chưa thể là có đất được. Nhưng có đặt cọc miếng nào chưa? Dạ chưa. Vậy sao nói 2-3 năm nữa có được? Nhưng mà 2-3 năm nữa chắc chắn là có. Bây giờ tạm ở nhà vợ đi, rồi 20 năm người ta có người ta chuyển qua riêng, tính vậy cũng được mà. Ừ, được rồi. Không riêng đó. Cái vụ này là phải nghe chú Linh đi, ông tính hay lắm. Trời, chú tính sói đầu luôn á, tính rất hay luôn. Được không, thí dụ giờ ở rể được không, về đây xin dạy được mà. Ở Sài Gòn cũng về Sài Gòn bán hàng nè. Online cũng được nè, bán trái cây này kia cũng ngon. Trời đất ơi, được không hả? Để còn với em tìm hiểu sâu hơn để thống nhất vấn đề này. Ừ, thì giờ đề xuất giờ mà chốt sale ở chỗ này là cũng khó lắm. Đâu khó, kèo này đâu có khó đâu. Kèo thơm đó. Kèo này khó. Không có khó đâu. Nè, người ta gia đình người ta có ở hai ba mẹ với mình ta. Đó, ở Gò Vấp nè ha. Về người ta đi làm là có công việc ổn định nè. Mình về nhà đó phụ lo với ông bà, xong rồi bán trái cây, thấy không? Xong rồi dạy thêm gì dạy đó. Ở đây được mà nhiều. Ừ, ở đây thành phố nhiều. Trời trường ơi. Dạ. Giờ đừng có nghĩ là ở rể, là ở rể còn khoái hơn nữa. Rồi cái dành dụm vài bữa, vài năm sau có đất rồi tính sao, chứ giờ mà lo 2-3 năm nữa là mệt lắm á. Vâng ạ. Được không? Thì trên chương trình này thì phải đồng ý thôi chứ ạ. Không, không phải vì chương trình này phải đồng ý mà mình phải tính tới điều đó. Vâng, cái đó là chú nói thiệt đó nha. Vâng. Tức là vậy nè, chú Linh nó không phải là giờ con đồng ý liền. Dạ. Mà cái đó là một cái hướng suy nghĩ, là một cái hướng nó tốt đó. Một cái plan đó để dạ. Mà con cả hai đứa cùng phải nghĩ đến điều đó nếu như tụi con bấm nút chọn nhau. Dạ. Hiểu đúng không? Rồi. Đó là như vậy đó. Chứ không phải là bây giờ là ok 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 đã vâng. Bấm nút đâu mà ok. Thì, đúng không? Quan điểm của con là khi mà lên chương trình này là rất là chính chắn, mà con cũng trong quan niệm tình yêu con cũng chỉ muốn là yêu là cưới thôi, chứ con không có mập mờ rất nhiều mối quan hệ, con cũng không thích điều đó. Đó thì chú mới tính cho con nên là tương lai vậy khi đó. Mà cái tương lai vậy là phải có một cái chặng đường nó rất là phải suy nghĩ, phải chính chắn, phải kỹ lưỡng thì mới có thể sắp đặt giống được như là cô chú mới nói. Nhưng con chắc chắn là con sẽ suy nghĩ về điều này mà. Vâng ạ. Nghe lời chú đi, chú tính con vậy. Chỉ cần về mà phụ huynh mà chứ gọi là thương con một cái là coi vâng, như mọi thứ là xong hết. Người ta nói là câu là sương gió phủ đời trai mà tương lai nhờ nhà vợ, đúng không ạ? Rồi thôi bây giờ nói cảm nghĩ về nhau đi.
Thì chỉ có ngoài khoảng cách địa lý ra, công việc làm xa ra thì em thấy anh rất là chân thành, ngoại hình rất là sáng, thật sự là trên cái mức yêu cầu của em luôn. Còn nữa thì tính tình nói chuyện này cũng rất là hài hước và dễ thương. Thì em cũng... Con hỏi thử má lớp tiền có đi sửa không? Mà đúng đồng tiền là từ bé đó. Rất nhiều người ao ước và bỏ rất nhiều tiền mới có rồi. Theo em nghĩ thì chúng ta nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Còn cái việc công việc sau này hoặc là dự định sau này, nếu như mà thay đổi được thì chúng ta sẽ trao đổi sau. Rồi, còn giờ giáo bước tới nắm tay cô gái đi. Mà nói rằng là với theo em thì bao giờ chúng ta đến với việc kết hôn? À, anh quên khi nãy cũng không vội quá anh ạ. Anh hồi hộp quá, anh chưa biết em năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Thì em năm nay 30 tuổi, sinh năm 91. Nhớ tên vậy gì là không? Bằng tuổi nhau. Dạ đúng rồi. Cũng được. Thầy giáo nhớ tên gì không? Không Thảo. Nhớ tên. Thảo ạ, tên Thảo ạ. Con Thảo nhớ tên thầy không? Dạ nhớ là Tuấn ạ. Trời này hồi hộp quá. Thầy giáo hỏi đi. Không bao lâu thì em bây giờ vậy là chúng ta cũng bằng tuổi nhau, mà cái cảm giác là cái tuổi này là một cái tuổi mà khi mà về lễ Tết hay gì đó là có một cái câu hỏi quen thuộc, em có biết không? Dạ không. Đó là khi nào lấy vợ, khi nào lấy chồng ấy. Em có nghe câu này không? Dạ, đó nên giờ cái câu này nó nặng lên đầu anh lắm. Nên là với lại bố mẹ gia đình anh cũng cũng mong có con dâu lắm rồi. Nên là khi nãy cũng nói rồi, bây giờ thì dù là mình có một chút khó khăn về mặt địa lý với công việc ấy thì bây giờ chúng ta cứ cho nhau cơ hội để tìm hiểu, chứ còn chưa phải nhất thiết là chúng ta phải lấy đến với nhau. Thì khi mà cảm giác chúng ta đủ có thể vượt qua những cái khó khăn về cơ bản như vậy thì chúng ta có thể đến với nhau. Thì anh cũng thích là trong năm nay, nghe bảo trong năm nay mà cưới thì rất là đẹp mà. Mà theo em trong năm nay có được không, nếu mà chúng ta phát triển mối quan hệ này? Dạ được, em nghĩ là được. Em nghĩ là từ 6 tháng đến 1 năm là được. Người ta nói là đêm ngày chớ để lâu ngày lắm kẻ giàm pha, đúng không? Thì bạn quá xinh đẹp. Hát bài thẳng đi. Thì về ca hát thì anh cũng không phải là sở trường của anh, nhưng mà hôm nay khi đến chương trình này thì anh cũng có một chuẩn bị một cái bài hát nó lên cái tấm lòng của anh đối với bạn nữ, đó là cái bài trẻ thôi. Đó là bài Phải Chăng Anh Đã Yêu của Yuki San, nhưng mà anh chế lời cho phù hợp với anh á. Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng anh đã say ngay tôi luôn thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây xây được 9 tầng trời mây, khuất xa mơ anh lên ngàn giấc mơ ngày có em. Cuộc đời anh vốn chỉ là đường thẳng mà thôi, mà sao tình cờ gặp em anh rẽ ngang qua đời. Vài người vội vã rồi đến rồi đi. Tới đây cứng họng hết rồi ạ. Em gái hát lại đi nào. Không ai em cũng thông cảm nha. Dạ không ạ. Thì em xin tặng anh một bài hát tiếng Anh ạ. Tại vì em cũng thích nghe nhạc tiếng Anh. Nhưng mà em xin hát 4 câu rồi ạ. Tại vì hát dài quá thì không phục. Dạ. Baby take my hand, I want you to be my husband. Cause you are a man and I love you 3000. Em dịch luôn đi, con dịch luôn đi coi cái câu đó là gì. Dạ bài đó có nghĩa là anh yêu ơi, em muốn anh làm chồng của em. Bởi vì anh chính là Iron Man của em mà. Và em yêu anh 1000 lần, 3000 lần. 3000 lần luôn đó. Lãng mạn ghê chưa? Rồi, trở về ghế ngồi các bạn. Chúng ta đã có một câu chuyện cũng khá dài. Bây giờ phải đưa ra quyết định cuối cùng của mình bằng cách bấm nút. Cảm giác đây là một nửa mảnh ghép của mình. Mình có thể tiến xa hơn thì chúng ta nên bấm nút để cho nhau cơ hội. Còn nếu cảm giác đây không phải thì mình đừng bấm, nhường nút bấm cho người khác. Phải bấm bằng cả trái tim của mình nha. Sau 3 tiếng đếm ta sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Họ đã bấm hết. Bấm rất là đồng điệu luôn. Chúc mừng. Rồi chúc mừng hai đứa. Bấm tay nhau nào. Đó. À, xin phép chị hôm nay tại gia đình. Dạ, đầu tiên là xin phép đầu tiên là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện tác hợp cho hai cặp đôi chúng em. Đặc biệt là em cũng cảm ơn chị cũng như gia đình đã sinh ra và nuôi em lớn như ngày hôm nay. Thì em cũng xin phép được hôn vào một cái và sẽ cố gắng hôn được nhiều hơn nữa.
Vâng. Trời, đáng yêu quá. Rất là dễ thương. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ. Bây giờ sẽ là những món quà dành cho các bạn.